Rồi, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ cùng tất cả các bạn về một cái tuyến thuyết minh, đó là tuyến từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh đi theo đại lộ Võ Văn Kiệt đi đến huyện Bình Chánh để mình xuống các tỉnh miền Tây Nam Bộ đó. Thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ các bạn về cái tuyến thuyết minh này. Thì ban đầu chúng ta sẽ thuyết minh về đại lộ đường Nguyễn Huệ trước ha. Mình lấy cái mốc đường Nguyễn Huệ trước đi. Bắt đầu mình khởi hành từ trung tâm. Thì đường Nguyễn Huệ ngày xưa đó nó là một cái, nó có một cái con rạch, thưa tất cả các bạn, nó có một con rạch nó đi ăn sâu vào ngay cái Ủy ban Nhân dân thành phố đó. Sau khi Pháp vào thì chiếm được Gia Định rồi đó, người ta cho lắp cái con kinh này, cho nên gọi là con đường kinh lắp. Rồi sau này nó đặt cái tên đó là đường Chặt Nơ đấy. Thì trên đường Nguyễn Huệ này, đầu đường đó, từ ở ngay chỗ hướng sông Sài Gòn vô đó các bạn, thì đầu đường mé bên tay trái đó, thì ngày xưa đó chính là khu vực của chợ Bến Thành đó các bạn. Chợ Bến Thành thì tại sao nó có tên là chợ Bến Thành, đó là do cái chợ nó gần bến, đó là Bến Nghé, sông Bến Nghé đó thưa các bạn. Rồi thành đó chính là thành Gia Định đó ngày xưa đó, cho nên cái chợ này nó gần bến gần thành, cho nên gọi là chợ Bến Thành đó. Cho nên là cái con đường này rất là quan trọng ha các bạn nha. Đấy, thì cái con đường này sau khi lắp xong đặt tên đường Chặt Nơ, thì phía dưới đó nó xây dựng cái dinh Sa Tây. Dinh Sa Tây chính là Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mình hiện nay đó. Rồi mình giới thiệu về đường Nguyễn Huệ này xong, thì chúng ta sẽ thấy được cái con sông Sài Gòn phía trước mặt mình đó. Thì con sông Sài Gòn phía trước mình thấy nó dọc theo cái đường Sài Gòn, nó có mấy cái khẩu súng đó. Thì ngay cái phía trước cái đoạn sông này nè, thì ngày xưa đây là cái đồn để trấn giữ ở phía trước thành Phụng ngày xưa đó, thưa tất cả các bạn. Thì khi mà Pháp vào nó chiếm đó, thì nó đánh chiếm được hai cái đồn này, xong nó mới đánh được vào thành Gia Định, thành Phụng. Đó chính là cái đồn Vàm Cỏ, còn mé bên quận 2 là đồn Cá Trê. Cho nên là các bạn cũng ít có biết về hai cái đồn này lắm, cho nên là trong sách sử thì cũng ít có ghi lại về hai cái đồn này. Đây là hai cái đồn mà từ hướng Cần Giờ về, đây là hai cái đồn cuối cùng Pháp nó hạ được hai cái đồn này, nó mới đánh được vào thành Gia Định. Thì bắt đầu ở đây mình giới thiệu về sông Sài Gòn ha. Có rất nhiều người sống ở thành phố Hồ Chí Minh thì người ta không có biết được đâu là sông Sài Gòn, khúc nào là sông Sài Gòn và khúc nào là sông Bến Nghé. Thì con sông Sài Gòn đó là bắt đầu từ cao nguyên Hớn Quản ha các bạn nha. Nó đổ về, nó đi ngang qua khu vực sông Bé ngày xưa đó ha các bạn ha. Đổ vô hồ Dầu Tiếng, rồi sau đó nó đổ ra biển. Người ta gọi là con sông Sài Gòn. Thì cái khúc mà từ ngay chỗ khu vực bán đảo Thanh Đa mà cho tới theo khu vực Nhà Bè, thì cái đoạn sông này ta gọi là sông Bến Nghé. Cho nên là khi ngày xưa Pháp nó vô nó đánh được chiếm thành Gia Định đó, Nguyễn Đình Chiểu có viết câu đó: Bến Nghé cửa tiền tan bọt nước, Đồng Nai tranh ngói nhóm màu mây. Thì mình thấy đó, Bến Nghé cửa tiền tan bọt nước là như vậy đó ha. Phía trước đó mình thấy hiện nay là cái đồn Vàm Cỏ bị đánh đó, xong rồi vô chiếm thành vùng cách dễ dàng đó. Đấy thì cho nên là Nguyễn Đình Chiểu có viết cái bài Chạy Tây là như vậy đó. Thì đây mình giới thiệu được cho khách biết được cái khúc nào là khúc sông Sài Gòn và khúc nào là sông Bến Nghé các bạn nha. Nói chung thì hiện nay trên cái đoạn sông này người ta vẫn gọi là sông Sài Gòn, nhưng mà mình muốn cho khách hiểu biết hơn thì mình nói tại nó có liên quan tới cái dòng sông Bến Nghé, cho nên mình giới thiệu cho khách biết đâu là khúc đoạn sông Bến Nghé. Rồi mình giới thiệu xong cái sông Bến Nghé rồi, thì mình sẽ thi theo cái đại lộ Võ Văn Kiệt để mình xuống Bình Chánh. Thì cái con đường đại lộ Võ Văn Kiệt này, hay còn gọi chung là đại lộ Đông Tây, đại lộ Đông Tây này rất là dài thưa tất cả các bạn ha, nó dài tới 21 cây số lận, hơn 21 cây số lận đó. Khúc bắt đầu từ ngã ba Cắt Lái mà cho tới cái đường hầm Thủ Thiêm, thì khúc này là người ta gọi là cái đoạn đường Mai Chí Thọ. Còn từ ở đường hầm Thủ Thiêm qua bên đây hầm Thủ Thiêm mình tới Bình Chánh, thì khúc này gọi là đại lộ Võ Văn Kiệt thưa tất cả các bạn ha. Thì trên cái đoạn đường này có một cái đặc biệt, đó chính là cái hầm chui qua sông. Đây là cái hầm chui đầu tiên đi qua sông của Việt Nam chúng ta đấy. Thì các bạn nên các bạn giới thiệu ha. Tất cả đây là tôi không phải là một cái bài giới thiệu các bạn nha, đây là tôi để hướng dẫn cho các bạn về, các bạn hãy soạn bài thành một cái bài để các bạn thuyết minh cho khách nghe, chứ còn đây không phải là cái bài thuyết minh của tôi nha, các bạn lưu ý như vậy. Thì cái hầm này dài hơn cây số rưỡi các bạn nha, bắc qua sông Sài Gòn hay còn gọi là sông Bến Nghé đó. Đó thì đây là cái con đường gọi là đại lộ Võ Văn Kiệt, người ta còn gọi là cái con đường hay còn gọi là đại lộ Đông Tây. Đây là cái con đường di sản của thành phố Hồ Chí Minh. Bởi vì sao nó gọi là con đường di sản? Bởi vì nó đi qua rất nhiều quận huyện,
quận huyện của thành phố Hồ Chí Minh. Chẳng hạn như đầu tiên là phải đi ngang quận 2 rồi, đúng không ạ? Đại lộ Mai Chí Thọ là nằm ở quận 2. Sau khi chúng ta tầm hầm Thủ Thiêm thì mé bên tay phải chúng ta là quận nhất, còn mé bên tay trái là quận 4. Rồi sau đó mình sẽ đi ngang qua là quận 5, đi ngang qua quận 6. Đấy, đi ngang qua quận 8, rồi mình đi ngang qua quận Bình Tân, rồi sau đó mình đi tới huyện Bình Chánh. Thì đó, như vậy là cái con đường này nó đi qua rất nhiều quận huyện của thành phố Hồ Chí Minh. Và trên cái đoạn đường này nó có rất nhiều chuyện để chúng ta có thể nói và chúng ta có thể thuyết minh được cho khách nghe. Rồi, mình giới thiệu được xong cái hầm chui rồi. Thì mình bên kia thì chúng ta thấy là cái nhà bến cảng Nhà Rồng đó. Thì chúng ta giới thiệu về bến cảng Nhà Rồng. Đây là biểu tượng về du lịch của thành phố Hồ Chí Minh của mình nha. Có một số bạn hướng dẫn không có biết điều này, các bạn cho rằng là chợ Bến Thành chính là biểu tượng du lịch của thành phố Hồ Chí Minh, nhưng không các bạn nha. Bến cảng Nhà Rồng mới là biểu tượng du lịch của thành phố Hồ Chí Minh các bạn nha. Và nó còn mang một cái tính ý nghĩa về chính trị nữa, bởi vì nơi đây là Bác Hồ đã ra đi tìm đường cứu nước. Rồi, thì nói về cái bắt đầu chúng ta sẽ đi dọc rạch Bến Nghé các bạn nha. Khúc này gọi là rạch Bến Nghé đây. Thì cái khúc rạch Bến Nghé đầu vô đó thì bây giờ có một cái cầu, gọi là cầu Vĩnh Hội đó. Mình đi qua cầu Vĩnh Hội các bạn nha. Thì cái cầu này đó, ngày xưa ngay khu vực đoạn này nó có một cái cầu quay. Thì không phải cái cầu quay ở Đà Nẵng mà là cái cầu quay đầu tiên ở Việt Nam mình ha. Ngày xưa bắt qua bên, mình muốn qua bên quận 4 thì đầu tiên Pháp vô nó làm một cái cầu đó là cầu quay. Rồi sau này là nó, do phương tiện giao thông phát triển mạnh mẽ rồi, cái cầu quay này nó lỗi thời rồi, người ta tháo dẹp cái cầu quay này. Chứ còn cái thời Pháp ở ngay này, khu vực này nó có một cái cầu quay các bạn nha. Rồi mình vừa qua cầu quay thì cái khu vực đoạn cầu quay ngày xưa đó, thì bây giờ mình thấy có một cái cầu nó màu xanh, nó bằng sắt đó. Thì cái cầu đó gọi là cầu móng các bạn nha. Thì cái cầu này còn giữ lại làm kỷ niệm, người ta cho rằng đây là cái cầu mà cổ nhất thành phố Hồ Chí Minh còn sót lại đó. Cái cầu này được xây dựng từ năm 1892, cái cầu móng các bạn nha, di tích cầu móng đó. Đó, buổi tối mình đến đây rất là đẹp, đến đây để hóng gió các bạn ha, rất là mát, nhìn ra sông Sài Gòn. Rồi mình tiếp tục đi theo đại lộ Võ Văn Kiệt các bạn nha. Đại lộ Võ Văn Kiệt mình sẽ đi ngang qua từng tới đường Dạch Xin, thì chúng ta sẽ nghe thấy ngay này có một cái miếu, đó là miếu Thiên Hậu, miếu Thiên Hậu. Những người mà thờ Thiên Hậu chắc chắn là người Hoa rồi ha. Đây là một cái vị thần chuyên môn phù hộ cho những người đi biển, cho nên là đối với tín ngưỡng của người Hoa thì bà Thiên Hậu là một cái vị thần hết sức là quan trọng trong đời sống tín ngưỡng của người Hoa các bạn nha. Rồi xong chúng ta tiếp tục đi tới khu vực cầu Ông Lãnh. Thì ngay chỗ này chúng ta giới thiệu về cầu Ông Lãnh. Ông Lãnh là ai? Ông Lãnh chính là Ông Lãnh Minh Thăng các bạn nha. Đó. Rồi sau đó chúng ta đi tới ngay đường Đề Thám, thì chúng ta sẽ ngay ngã tư đó các bạn, đại lộ Võ Văn Kiệt với ngã tư Đề Thám đó. Thì chúng ta sẽ giới thiệu được cái tổng lãnh sự quán của Đại Nam ngày xưa các bạn ha. Bởi vì sao ngày này có tổng lãnh sự quán của Đại Nam, mà Đại Nam là ai? Đại Nam chính là nước Việt Nam của chúng ta đó. Tại vì khi mà Pháp nó vô nó chiếm được miền Nam chúng ta rồi đó, miền Nam trở thành thuộc địa của Pháp. Còn lại miền Trung thì gọi là bảo hộ của Pháp, còn miền Bắc là nửa bảo hộ. Cho nên này đã là thuộc địa của Pháp rồi, coi như là đất nước của Pháp rồi. Cho nên là từ ở miền Trung vô, những quan chức của nhà Nguyễn đi vào ở trong cái vùng đất Sài Gòn này phải được sự đồng ý của người Pháp thì mới được vào. Hoặc là người Pháp mà muốn đi vô cái vùng đất Trung Kỳ, hoặc là cái người giống nó sống ở trong khu vực Sài Gòn là muốn vô cái vùng đất Trung Kỳ là phải được sự đồng ý của tổng lãnh sự quán Đại Nam nè. Sự quán Đại Nam là nằm hai cái ngã tư gốc Đề Thám với đại lộ Võ Văn Kiệt đó các bạn. Trên YouTube tôi đã có làm cái bài này nói rất là rõ về cái này rồi, các bạn xem lại cái này nha các bạn nha. Rồi mình tiếp tục đi đại lộ Võ Văn Kiệt các bạn, thì mình sẽ đến được cái khu vực đường Trần Đình Xu. Thì đường Trần Đình Xu mình quẹo phải vô, mình đi một đoạn mình sẽ thấy được cái dấu xứ cầu kho đó. Thì cái nơi khu vực này ngày xưa rất là quan trọng, tại cầu kho là cái nơi này ngày xưa nó có một cái kho gọi là kho Quảng Thảo. Cái kho này là một trong bốn cái kho để dự trữ lương thực rất là lớn của vùng Gia Định ngày xưa. Đó, tại vì tất cả những cái khu vực mà Nam Kỳ Lục Tỉnh ngày xưa đó đóng thuế đó, đóng thuế lúa rồi những cái đóng thuế cái gì mà quan trọng gọi là đặc sản của địa phương đó, nó thì được đóng thuế cho quan, để quan cái vùng đất Gia Định này mới mang những cái lương thực thực phẩm mà quý giá đó mang về triều đình Huế, kể cả lúa gạo luôn ha. Đấy,
thì ngay khu vực này ngày xưa có một cái kho rất là lớn, đó chính là cái kho Quảng Thảo đấy, dùng để chứa lương thực để chở ra ngoài khu vực triều đình Huế Phú Xuân nha các bạn nha. Thì ngay cái khu vực dấu xứ cầu kho này cũng là cái quê nhà của ông Nguyễn Đình Chiểu các bạn nha. Nguyễn Đình Chiểu thì các bạn biết rồi, ông này sinh năm 1822 và mất năm 1888 nha các bạn ha. Thì trong khi mà tờ Pháp vô chiếm thì ông ta đã có viết những cái tác phẩm rất là hay các bạn nha. Đó là tác phẩm Chạy Tây, rồi sau này các bạn có được học cái bài Văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Duộc. Rồi đặc biệt là trong cuộc đời Nguyễn Đình Chiểu là sáng tác một cái bài thơ rất là hay các bạn ha, đó là chuyện Lục Vân Thiên Kiều Nguyệt Nga đó đấy các bạn nha, cực kỳ hay. Thì ngay chỗ này cũng là cái nhà của bà Võ Phi Loan. Võ Phi Loan chính là con của Võ Công, mà ông Võ Công là ngày xưa đó có hứa gả con gái là Võ Phi Loan cho Nguyễn Đình Chiểu, thì hai nhà đã cùng hứa hôn với nhau. Sau khi mà Nguyễn Đình Chiểu đi lên kinh, đi ra ngoài Phú Xuân ứng thí đó, thì nghe mẹ của mình bị mất rồi phải quay về chịu tang, cho nên là bị bệnh tật và bị mù hai mắt. Khi mà quay trở về thì gia đình có Võ Công thì không có thực hiện cái lời hứa xưa đó là gả con gái là Nguyễn Phi Loan, Võ Phi Loan cho mình. Như vậy là nhà của Võ Phi Loan ngày xưa là cũng ở khu vực cầu kho này, thưa tất cả các bạn nha. Rồi nơi đây cũng là cái nơi mà nơi đây cũng là nhà của ông huyện sĩ ngày xưa, thưa các bạn ha. Ông huyện sĩ là ai? Huyện sĩ là một trong những bốn người mà giàu nhất. Huyện sĩ chính là ông ngoại của bà Nguyễn Hữu Thị Lan, có nghĩa là bà Nam Phương Hoàng hậu đó, là một trong những người rất là giàu, thưa tất cả các bạn ha. Thì hiện nay cái chúng ta biết nhà thờ huyện sĩ đó là cũng của ông huyện sĩ này nè ha, Lê Phát Đạt đã xây dựng đó. Thì ngoài cái nhà thờ huyện sĩ này thì còn có nhà thờ ở khu vực Kỳ Hòa, hoặc là cái nhà thờ ở Thạnh Thông Tây ở dưới Gò Vấp thì cũng của huyện sĩ đó, ông này rất là giàu, tới tất cả các bạn nha. Rồi sau khi mà chúng ta giới thiệu được cái khu vực đường Trần Đình Xu quẹo vô giáo xứ cầu kho rồi, gồm có chúng ta có thể giới thiệu về kho Quảng Thảo, rồi nhà Nguyễn Đình Chiểu ngày xưa, rồi kể cả người giàu có là huyện sĩ các bạn nha. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ đi tiếp tục đại lộ Võ Văn Kiệt, chúng ta sẽ đến được cái khu vực nhà đèn Chợ Lớn ngày xưa. Khi mà Pháp vô đó các bạn, khi mà Pháp vô đó thì cả khu vực Sài Gòn này á, những cái khu mà trung tâm của những cái đường lớn đó, người ta cho đốt năm 1867 thì người ta đốt bằng dầu dừa các bạn. Lúc bấy giờ người ta nấu dừa ra thành dầu để người ta đốt vào ban đêm để cho sáng một số cái con đường. Rồi sau đó đến năm 1870 thì ta không có đốt dầu dừa nữa, mà người ta đốt bằng dầu lửa rồi nha các bạn nha. Đến năm 1922 thì người ta mới cho xây dựng cái khu vực này là một cái nhà máy điện các bạn ha. Cho nên gọi là nhà đèn Chợ Lớn là như vậy đó, nhà máy điện phát điện đó các bạn ha. Đốt được cái đèn điện, bóng đèn điện dây tóc rồi đó. Thì ta gọi là nhà đèn các bạn ha. Ta gọi là nhà đèn Chợ Quán, khu vực này gọi là khu Chợ Quán đó. Thì đến năm 1945 thì do khi mà Việt Nam của mình giành được độc lập, Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập á, cho nên cái than đá không có chở từ miền Bắc đi vào trong khu vực miền Nam để đốt cái nhà đèn Chợ Quán này được á. Ở trong Sài Gòn người ta phải lấy lúa để người ta đốt để thay cho than đá để cho cái nhà máy nhiệt điện này nó hoạt động á các bạn. Trong khi đó miền Bắc là rất nhiều người dân Việt Nam chúng ta đã bị đói, nhưng mà trong miền Nam người ta lấy lúa để người ta đốt làm nhiên liệu để cho cái nhà máy nhiệt điện này hoạt động được. Đấy các bạn ha. Thì các bạn về các bạn xem thêm những cái chi tiết này cũng rất là hay các bạn nha. Rồi chúng ta đi tới chút xíu nữa thì chúng ta sẽ đi tới đường Trần Bình Trọng. Thì đường Trần Bình Trọng này đó, thì chúng ta sẽ đi thẳng quẹo phải vào đường Trần Bình Trọng, thì trong đây nó có một cái nhà thờ cổ nhất thành phố Hồ Chí Minh các bạn nha. Nhà thờ Chợ Quán các bạn ha. Nhà thờ Chợ Quán là cổ nhất thành phố Hồ Chí Minh, được xây dựng năm 1722 lần các bạn ha. Có nghĩa là vào thế kỷ thứ 18, trước khi Pháp vào rất là lâu các bạn nha, thì đã có cái nhà thờ này rồi. Bây giờ mình vào vẫn còn nhà thờ này, tuy nhiên đã được trùng tu qua nhiều lần xây dựng lại các bạn ha, chứ còn trước đó thì không còn. Rồi sau đó chúng ta sẽ đi tới chút xíu nữa, từ ngay khu vực cái nhà thờ Chợ Quán này mình sẽ đi vô chút xíu nữa, thì khu vực này chính là khu vực nhà của Trương Vĩnh Ký ngày xưa các bạn. Ông Trương Vĩnh Ký là một trong nhà bác học yên thâm các bạn hơn của nước Việt Nam chúng ta các bạn. Đấy, ông Trương Vĩnh Ký thì cũng là một trong những cái người mà rất là giỏi, cũng đi theo phái đoàn của Phan Thanh Giản đi truột ba tỉnh miền Đông về đó các bạn, khi mà Pháp chiếm đó các bạn ha. Ông chính là cái người thông ngôn, Trương Vĩnh Ký chính là cái người thông ngôn cho cái phái đoàn của Việt Nam mình qua để truột ba tỉnh miền Đông về.
sau đó mà đã bị thất bại. Rồi ba tỉnh miền Đông, kể cả ba tỉnh miền Tây chúng ta đã bị rơi vào tay Pháp đó. Thì Trương Vĩnh Ký là một trong những người rất là tài giỏi các bạn ha. Ông ta đã thông thạo được tới 25 ngoại ngữ trên thế giới lần các bạn nha. Thì các bạn xem thêm về cái nhân vật này. Rồi sau khi chúng ta qua khỏi được cái đường Trần Bình Trọng rồi, chúng ta chạy tới xíu thì chúng ta sẽ đi đến được cái khu vực bệnh viện Chợ Quán, hoặc là cái khu trong đây nó có một cái khu di tích lịch sử nữa các bạn ha. Cái bệnh viện Chợ Quán, quán này tại sao thời Pháp người ta xây dựng cái bệnh viện Chợ Quán này làm gì? Tại vì chúng ta biết rồi đó. Khi mà Pháp đã chiếm được cái vùng đất, đặc biệt Pháp chiếm được Việt Nam của chúng ta rồi đó, thì đặc biệt cái vùng đất Sài Gòn này nè, họ cho xây dựng một cái nhà máy sản xuất ma túy rất là lớn các bạn ha. Cái nhà máy sản xuất ma túy đó hiện nay nằm phía sau nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh đó các bạn ha. Đấy, đường Hai Bà Trưng đó các bạn. Đấy, thì một cái nhà máy sản xuất ma túy rất là lớn để làm cho người dân của chúng ta mất đi cái sự kháng cự các bạn ha. Rồi họ sản xuất rượu bia rồi ma túy để đầu độc người Việt của chúng ta đấy các bạn, đầu độc tinh thần và thể xác của người Việt của chúng ta đấy. Thì cho nên là có nhiều, chẳng những người Việt của chúng ta mà người Hoa rồi người Pháp cũng bị dính xì ke rất là nhiều các bạn ha. Đấy, cho nên là bị bệnh tâm thần rất là nhiều, cho nên họ xây cái bệnh viện Chợ Quán này mục đích là chữa bệnh cho những cái người mà bị bệnh như vậy đó. Đấy, thì chúng ta giới thiệu về bệnh viện Chợ Quán các bạn nha. Rồi chúng ta tới đây xong thì chúng ta sẽ giới thiệu về cái kinh Tàu Hủ các bạn ha. Bắt đầu là từ cái khu vực này để đến khu vực Chợ Lớn người ta gọi là kinh Tàu Hủ rồi các bạn ha. Ở phía dưới rồi gọi là khu rạch Bến Nghé, còn khúc trên này gọi là kênh các bạn ha. Rồi ở đây thì tôi cũng xin chia sẻ luôn các bạn nha. Rạch là những cái đoạn chảy tự nhiên, còn kênh là đào nó mới thẳng các bạn ha. Thường ta sử dụng cái từ kênh á, kênh là được là nhân tạo các bạn ha, là do con người đào thì nó gọi là kênh. Đấy, ở khúc dưới thì nó là cái dòng chảy tự nhiên cho nên gọi là rạch các bạn ha. Nó cong quẹo tùm lum hết, nhưng mà khúc dưới này gọi là thẳng rồi các bạn ha. Thì cái kênh Tàu Hủ nói với kênh Tàu Hủ nói với rạch Bến Nghé, cũng như là cái kênh Ruột Ngựa ở phía quận Bình Tân, quận 6 quận Bình Tân đó các bạn ha. Thì được xây, được đào cho thông với nhau và để nối liền, để tạo ra một cái tuyến giao thông buôn bán trên kênh rạch rất là sầm uất, cho đào từ năm 1819 các bạn ha. Cho đào thông với nhau. Thì lúc bấy giờ ông vua Gia Long đặt cái khu vực này gọi là An Thông Hà, có nghĩa là cái con rạch, cái con kênh này nó thông với nhau để tạo ra một cái khu vực mua bán rất là sầm uất các bạn ha, đặc biệt là khu vực Chợ Lớn đó. Rồi cái từ Tàu Hủ thì nó không liên quan gì tới cái việc bán lưu bán hủ trên đoạn kênh này các bạn nha. Cũng chẳng có liên quan tới cái việc bán tàu hủ luôn, mà cái từ Tàu Hủ nó liên quan tới từ tàu khậu các bạn ha. Tàu khậu, tàu có nghĩa là kho rồi các bạn ha, khậu là những cái nhà kho đó các bạn. Tại vì đây là cái cuộc mùa buôn bán ngày xưa người Hoa đó, người ta cất những cái nhà ống rất là dài, người ta chứa hàng hóa người ta bán ở trên cái khu vực này, cho nên người ta gọi là tàu khậu các bạn ha, là những cái nhà kho chứa đồ để bán đó. Thì khi mà người Việt rồi người nước ngoài tới đây buôn bán đó, người ta không có đọc cái từ khậu được và người ta đổi từ khậu thành hủ các bạn ha. Có nghĩa là khu vực kênh Tàu Hủ đó thì ngày xưa người ta đọc là tên kênh Tàu Khậu các bạn ha. Đó là khu vực có nhiều cái nhà kho như vậy đó các bạn ha. Rồi mình giới thiệu xong là mình sẽ đi ngang qua ngay khu vực trung tâm văn hóa quận 5, ngay khu vực Đại Thế Giới các bạn. Ngay Đại Thế Giới nó có gì mà quan trọng vậy các bạn ha? Thì ngay chỗ Đại Thế Giới này năm 1937 dưới thời Pháp đó các bạn. Tại vì dưới thời Pháp các bạn biết là khu vực Chợ Lớn đó, rồi kể cả người Việt chúng ta cũng vậy nữa, hay đánh bài lén đó các bạn. Chơi bài lén đó, như vậy là chúng ta thấy là người Pháp không có thu được thuế, cho nên là người Pháp mới nảy sinh ra được một cái việc, đó là cho xây dựng một cái casino công khai để cho người Việt chúng ta cũng như là những người Hoa, người ta tự do, người ta vào đây trong người ta đánh để họ thu thuế được các bạn ha. Thì ngày xưa mình nghe nói là casino ở Hải Phòng, Đồ Sơn là casino đầu tiên đúng không ạ? Nhưng không phải các bạn ha, casino mà ở ngay khu vực Đại Thế Giới này nè, của Sài Gòn này mới là cái casino đầu tiên của Việt Nam của chúng ta các bạn nha. Thì lúc bây giờ năm 1937 thì Pháp cho xây dựng hai casino, một là casino ở ngay cái chỗ Kim Trung, ngay cầu Muối các bạn ha, ngay cầu Muối ngày nay đó. Đấy, và cái casino lớn nhất khu vực Sài Gòn đó chính là cái casino Đại Thế Giới các bạn nha. Cái casino mà ở khu Kim Trung á, cầu Muối đó, để dành cho những cái người mà bình dân thôi, những cái người lao động có thu nhập thấp á, người ta mới vào để chơi. Còn những cái tay anh chị khét tiếng, những cái tay nhà giàu đó, thì ta mới đến cái casino Đại Thế Giới người ta chơi các bạn nha.
Thì ở đây nó tập hợp rất nhiều tay ăn chơi, đặc biệt là bãi biển rồi đó các bạn ha. Thì các bạn nên xem thêm về những cái nhân vật này. Rồi sau đó đến năm 1955 thì ông Ngô Đình Diệm cho đóng cửa, bởi vì nó gây ra nhiều cái chuyện chết chóc ở khu vực này, cũng như là ăn chơi nhiều quá, thành thử là ông Ngô Đình Diệm cho đóng cửa cái casino này các bạn nha. Rồi các bạn đi qua khỏi khu vực Đại Thế Giới rồi thì các bạn sẽ đi tới khu vực đường Hải Thượng Lăng Ông. Hải Thượng Lăng Ông các bạn ha, khu vực này để bán thuốc bắc rất là nhiều. Thì các bạn giới thiệu về cuộc đời của ông Lê Hữu Trác các bạn ha. Đấy, rồi nói về thuốc bắc của Việt Nam mình như thế nào các bạn ha. Rồi sau đó chúng ta sẽ đi ngang qua tới khu vực cầu Chà Và các bạn ha. Cầu Chà Và, nếu mà ngay cầu Chà Và này đó, chúng ta rẽ tay phải vô, chúng ta sẽ thấy được cái bưu điện quận 5 ngày nay đó các bạn ha. Bưu điện quận 5 đó, thì ngay cái bưu điện quận 5 này chính là cái ngôi, chính là cái chợ cũ của cái chợ lớn ngày xưa các bạn ha. Còn cái chợ của chợ lớn bây giờ đó chính là cái chợ Bình Tây ngày nay đó các bạn ha. Đấy, thì ngay cái bưu điện quận 5 là chính là cái nền của cái chợ cũ ngày xưa các bạn ha. Rồi còn nếu mà ngay cầu Chà Già này, chúng ta lên cầu, chúng ta đi qua cầu Chà Già thì chúng ta đi qua quận 8 các bạn ha. Chúng ta theo quốc lộ 50 là chúng ta có thể đi về được khu vực Gò Công đó các bạn. Đấy, thì cái hướng đó là như vậy đó. Thì cái cầu Chà Và cái vậy các bạn ha, thì ngày xưa cái khu vực này nó bắc qua khu vực quận 8 đó các bạn. Thì cái khu vực này đó ngày xưa đó có rất nhiều người người Ấn Độ cũng như người Philippines, người ta ở khu vực này, cho nên là người Việt chúng ta gọi là khu vực cầu Chà Và. Cầu Chà Và là để bắc qua cái khu vực của cái người Chà ngày xưa đó, những cái người Ấn Độ đó thì người Việt chúng ta gọi là Chà Và Bombay, còn những cái người Philippines thì người Việt chúng ta gọi là Chà Và Mani. Mani có nghĩa là Manila đó các bạn, là nói về Chà Và Philippines. Đấy, thì có cái từ Chà Và thì tôi cũng giải thích cho các bạn hiểu như vậy. Đấy, rồi xong mình sẽ đi tiếp tục đại lộ các bạn ha. Thì mé bên kia quận 8 là có bến Bình Đông các bạn ha. Có bến Bình Đông thì chúng ta sẽ tiếp tục đi tiếp tục các bạn ha. Rồi, mình sẽ đi tiếp tục đi theo đại lộ Võ Văn Kiệt, mình sẽ đi đến khu vực ngay chỗ đường Bảy Sậy đó các bạn. Có đường Bảy Sậy các bạn chạy tới xíu là có con đường Gò Công đó. Tại sao có con đường Gò Công? Thì ngày xưa đó thời Pháp đó, con đường này chính đi về cắt qua để một xíu đi qua quốc lộ 50 đi về Gò Công chính, cho nên gọi là con đường Gò Công các bạn ha. Rồi, ngay cái này nó có một cái ngã ba, ngày xưa nó có cái con rạch nó cắt ngang. Đó gồm có đường Bảy Sậy này, đường Gò Công, đường Nguyễn Văn Phẻ ngày nay đó các bạn. Thì ngay khu vực này ngày xưa nó có cái cầu, cái cầu này nó có ba cái chân, cho nên khu vực này người ta gọi là khu vực cầu ba cẳng xưa đó các bạn ha. Đó là ba con đường đó, đường Gò Công, đường Bảy Sậy, đường Nguyễn Văn Khỏe ngày nay đó các bạn ha. Ngày xưa nó có cái cầu ba chân đó, giờ không còn nữa các bạn ha. Đấy, cầu ba chân gọi là, còn gọi là cầu ba cẳng đó các bạn, gọi là dân chơi cầu ba cẳng đó các bạn. Đây là nơi tập trung của rất nhiều anh chị giang hồ các bạn ha, tập trung sống ở khu vực này, cho nên là ở khu vực này thì các bạn cũng nên giới thiệu cho khách biết như vậy. Rồi một cái nhà máy sản xuất xà bông rất là lớn các bạn ha. Đấy, nhà máy sản xuất xà bông Cô Ba Sài Gòn đó các bạn ha. Thì cái nhà máy sản xuất xà bông này là của doanh nhân Trương Văn Bền các bạn ha. Cái nhà máy này ngày xưa nằm ở đường trên đường Gò Công đó các bạn ha. Đấy, thì nói về Cô Ba Sài Gòn thì ở Sài Gòn này có hai Cô Ba mà các bạn phải nhớ cho kỹ các bạn ha. Cái Cô Ba mà được gắn trên cái nhãn hiệu xà bông thì Cô Ba này tên là Cô Ba Thiệt, quê Trà Vinh các bạn ha. Cô Ba này chính là cái hoa hậu đầu tiên của xứ Đông Dương này đó. Thì Pháp cho thi cái cuộc thi người đẹp Đông Dương, thì Cô Ba Thiệt này chính là cái người đậu hoa hậu đầu tiên xứ Đông Dương các bạn nha. Đấy, và sau này là doanh nhân Trương Văn Bền lấy cái hình ảnh của Cô Ba Thiệt này để làm cái thương hiệu cho cái xà bông của mình, cho nên mới có gọi là xà bông Cô Ba Sài Gòn là như vậy các bạn nha. Còn Cô Ba thứ hai là Cô Ba Trà. Cô Ba Trà là rất là nổi tiếng, là người rất là đẹp. Các bạn nào đã từng biết về cái giai thoại giữa Hắc Công Tử và Bạch Công Tử đó thì mình biết ngay với Cô Ba Trà các bạn ha. Rồi các bạn tìm hiểu thêm về những cái nhân vật này. Rồi sau đó là chúng ta sẽ đi thẳng cái đường Gò Công đó, mình sẽ đi ngang qua cái chợ Kim Biên đó các bạn. Chợ Kim Biên thì trong tương lai người ta dời đi, sao không có để chợ Kim Biên ở đây. Đây là cái chợ Quá Chất các bạn ha, rất là nguy hiểm, Quá Chất. Đấy,
Thì mình sẽ đi tiếp tục đại lộ Võ Văn Kiệt, mình sẽ đến cái chợ Bình Tây các bạn ha. Mình sẽ đến chợ Bình Tây thì các bạn sẽ giới thiệu về cuộc đời của Quách Đàm các bạn ha. Tại vì Quách Đàm là cái người bỏ tiền ra xây cái chợ này các bạn ha, gọi là chợ lớn mới hay còn gọi là chợ Bình Tây là như vậy các bạn ha. Đấy, thì mình kể về cuộc đời của Quách Đàm như thế nào. Rồi, mình qua khỏi chợ Bình Tây rồi mình sẽ tiếp tục đại lộ Võ Văn Kiệt các bạn ha. Mình sẽ giới thiệu về nhà máy rượu bia Bình Tây ngày xưa. Đấy, khi Pháp vào nãy tôi đã nói rồi, khi Pháp vào đó, người ta sẽ xây những cái nhà máy, nào là nhà máy thuốc phiện, nào là nhà máy bia rượu để bán cho người Việt của chúng ta, bán cho người Hoa. Đấy, để họ đầu độc người dân chúng ta, họ nấu rượu rất là mạnh. Đấy, thì đây là cũng là cái nhà máy lớn nhất ở Đông Dương lúc bấy giờ các bạn ha, nhà máy rượu bia Bình Tây đó. Đấy các bạn ha, mình giới thiệu xong rồi các bạn mình tiếp tục đi đại lộ Võ Văn Kiệt thì bắt đầu mình sẽ giới thiệu về bến xe miền Tây, rồi mình giới thiệu những cái dự án tuyến metro vân vân. Rồi sau đó chúng ta sẽ ra tới khu vực Bình Chánh, cắt với lộ 1 để chúng ta đi các tỉnh miền Tây. Thì đó là cái tuyến đường này đó, thì tôi đã vừa giúp các bạn có được cái cơ sở để cho cái thuyết minh được từ cái khu vực mà chợ Bến Thành mà đi ra được theo đại lộ Võ Văn Kiệt đi tới Bình, đến khu vực Bình Chánh rồi. Và các bạn nha, về các bạn soạn ra thành một cái bài thuyết minh hoàn chỉnh để chúng ta thuyết minh cho khách nghe. Có những cái dự kiện, có những cái dữ liệu mà nó rất là mới với các bạn, cho nên các bạn phải soạn cho thật là kỹ để mình có một cái bài thuyết minh thật là hay, thật là hấp dẫn các bạn nha. Rồi, chúc các bạn thành công, xin cảm ơn tất cả các bạn.